Đây, thịt ba gọi ra là ba xong bắt đầu cắt ra thôi nha. Cắt ra sẵn mới đi chuyển ra ngoài mới đầu bắt đầu là cho lên dĩa thôi nha. Sáng giờ cắt bao nhiêu mâm cái gì rồi cô? Mấy chục mâm. Mấy chục mâm hả? Chị ước lượng không nha quý vị. Cho rất là nhiều ha. Đấy. Em đi qua dài quanh kia quý vị. Coi cái nơi mà để mấy cái rau củ quả quý vị. Trại cơm số 7 này nữa quý vị thì ba cái rau củ quả rất là nhiều ha. Nhiều hơn bên cái trại chỗ mà nó đứng kia. Đây quý vị. Đây quý vị thấy ha. Đây. Bên đó có cái nhà vệ sinh công cộng cho khách hàng hơn nó xa quý vị ha. Đây. Đây. Trong này rất là nóng quý vị ha. Quý vị thấy trước mắt không có hũ dừa quý vị. Rất là nhiều quý vị. Xả nè, các loại dưa leo, khoai lang này nọ. Để như cái núi luôn thôi vậy nha. Đi dài dài qua bên trại cơm thứ 6 vậy. Vừa thấy đồng. Rất là đồng luôn quý vị. Cái này là khoảng có mấy trăm bàn thôi vậy ha. Và đây là một trại cơm thứ 6 vậy. Phía sau lại đòi hậu cận đây. Này không biết đãi cái gì đây không biết. Như bút đi. Hôm nay là đãi bún nước lèo cái gì à? Dạ. Phật giáo mà hảo chợ mới. Này mấy cô này vô bún nè quý vị. Chợ mới là vô không? Dạ dạ. Đây quý vị thấy à. Vô bún. Bình Thủy Châu Phú An Giang đến đây phải không? Bình Thủy Châu Phú An Giang. Dạ. Bún này là Bình Thủy Châu Phú An Giang. Dạ. Bún này là bún của Bình Thủy. Dạ, có ba Bình Thủy. Dạ dạ. Vậy là bờ lò. Dạ. Bún này là của ba Bình Thủy. Phật giáo hảo chợ mới. Phật giáo hảo chợ mới. Dạ dạ. Vô bún xong quý vị qua đây là bắt đầu chai nước lèo ha. Cái trại vậy đó quý vị là đổi đãi một món khác nhau nha. Đấy. Ở đây thì cơm dĩa nè, bên kia có bún nước lèo, bên đây có bún nước lèo. Mà mỗi một cái chai cơm là mỗi đơn vị quy tụ về đây để đãi ha. Chờ có đội riêng quý vị ha. Đây mình đi dài ra phía sau quý vị ha. Bên Đông Lan thì toàn bộ là thực phẩm chủ yếu quý vị ha. Đây. Dài qua đây quý vị. Cái này thuộc bên nhánh Đông Lan quý vị. Phía sau này là nấu đãi bánh bao với bánh tiêu quý vị. Như nấu tàu hủ quý vị. Đấy, cho mấy số cô bác cho mình biết hay ha. Ở phía sau này thì thực khách không đông như ở phía bên Đông Lan quý vị ha. Đông Lan thực khách rất đông quý vị. Đó. Chanh dây hộp én xăm đủ lượng luôn hết rồi còn ba bọc nữa là hết nha mấy cô ơi. Mình đó đâu quý vị. Đó là hậu cần ha. Đấy. Đây là đòi hậu cần nấu tàu hủ quý vị. Thơm quá ha. Thơm nhào nhạt luôn. Đây quý vị ơi. Rất là thơm quý vị. Đấy. Alo. Cái này tàu hủ non hả anh ấy? Mình nấu tàu hủ này mình cung cấp qua mấy trại cơm bên kia hả? Đấy. Đứng đây rất là thơm quý vị. Thơm cái mùi đậu hủ mà đậu nành đó quý vị. Thơm rất là thơm quý vị. Nhìn thấy thèm đúng không quý vị? Rất là ngon. Hậu cần có trại cơm số 6 nha. Đấy, cô bác rất là đông quý vị ơi. Rất là cực luôn quý vị ha.
Thời tiết này bây giờ trong bếp này nó hơi nóng luôn nha. Nhưng mà cô bác cũng rất là chịu khó quý vị ha. Để làm phong quả quý vị. Mình đến ghi hình mấy cô sắt sắt mấy cái quá cỡ ăn mình bạc luôn. Cái cô không vừa. Sáng giờ sắt bao nhiêu cô không vừa vậy bao nhiêu ký rồi? Không biết nữa. Hết biết hả? Quá nhiều hả? Đây quý vị. Sắt ga còn phải ngâm quý vị. Đây quý vị, cô hú dừa sau khi sắt ga bắt đầu ngâm. Ngâm này nước lạnh hả? Kho rượu. Kho rượu ha. Đây nước chanh ha. Đấy. Sắt ga để kho rượu rồi. Ngâm nước chanh xong ra quý vị coi cái miếng cô hú dừa nè. Nhìn thấy thèm luôn quý vị. Vậy là cái này mình kho mình để tới mơi bắt đầu mình đãi tiếp tục phải không? Hầm khoảng bao nhiêu tiếng mới đạt chị? Cái này lớn chứ phải 3 tiếng nha. 3 tiếng nha. Đây quý vị, cái đội hậu cần mình chạy cơm số 6 đó quý vị. Đây. Đây là mấy cây cải nè, mấy cây không phải cà tím nè quý vị. Đây. Mấy cái chảo đụng nè. Bên đây thì sử dụng không có bếp ga là sử dụng toàn là đồ mấy cái bếp lửa lớn không vậy, bếp củi lớn quý vị. Rất là nóng quý vị. Rất nóng, mà cô bác cũng hoan hỷ đến đây ha để mà làm công quả quý vị ha. Rất là cực quý vị. Một cái đám giỗ rất là lớn ha quý vị ha. Đám giỗ của một cái người trung can nghĩa đảm ha, trung liệt ha. Để giữ gìn đất nước quý vị ha. Ông ba cũng là một người người có bậc trí thức quý vị ha. Đó, mấy cái chào đụng bên kia. Quá cực rồi. Cô bác đây quá trời cực rồi. Cái đám giỗ lớn nhất miền Tây. Em ở chợ mới. Đây quý vị, đây là mấy gói đu đủ luôn quý vị. Đây. Để sẵn nha. Để sẵn sàng đưa lên mâm quý vị, lên dĩa quý vị. Còn phía bên trong này là mấy cô bác quý vị. Của bên cánh nhánh Đông Làng nha. Đây. Đây là đội rửa chén quý vị. Thực khách rất là đông quý vị. Một cái chạy cơm đó, ít nhất cũng khoảng cỡ 40-50 bàn. Đấy. Nhưng mà có cái điều đó, ăn thì có lẽ là ăn tự dọn quý vị, không ai dọn đâu. Người thực khách thì ăn xong thì tự động đem chén dĩa xuống quý vị. Còn bên đây mấy cô gì đang lao dĩa rửa xong đưa đây lao quý vị. Vô cài đại cơm ở bên trong làng. Đó, thấy đồng này. Phật giáo Hảo chợ mới, đăng ký kênh nha. Đây quý vị. Đây cô gì đang sắc xả ha. Hôm nay sắc tay bên kia sẽ cho em sắc máy không quý vị. Bên đây là còn bên phía Đồng Làng ha quý vị. Mấy gì làm công quả xong mệt mỏi quá ra là nằm đây ngủ luôn quý vị.
Hôm nay thì thời tiết cũng dịu quý vị, không nóng như như mọi khi quý vị. Bây giờ mình sẽ đi vào trong chùa quý vị nha. Mình đi mình gặp người quen rất là nhiều quý vị, tại vì địa phương mình ở Chợ Mới ha. Đấy, bà con mình đi rất đông. Bà con đến hành hương chiêm bái trong chùa cũng rất đông quý vị. Và bên hành lang chùa thì những người đi khách hành hương ở xa đó quý vị về đây nghỉ lại, nghỉ đang nghỉ ở bên hông chùa ha. Bây giờ mình đi vô trong hông chùa ha. Mấy cái hình giọng, mấy cái điêu khắc này rất là đẹp quý vị. Đây ngôi Tam Bảo quý vị. Kim cổ kỳ quan quý vị, là một tác kiệt tác phẩm rất là nổi tiếng của ông bà quý vị, khách hành hương rất đông quý vị. Ngôi thờ ông bà. Chùa thì rất là nhiều người hành hương quý vị, cũng không kém phần trang nghiêm ha, ai cũng im lặng hết ha, giữ cái thanh tịnh với các vị ha, để chiêm bái quý vị. Đây, bên trong này thì có mấy anh bảo vệ đứng ha, để giữ trật tự quý vị. Đây là chỗ để chân ảnh chân dung Đức Thầy Phật Thiên Sổ giáo hoàng. Đây là ngôi của quyền quý vị. Đây là ngôi thờ qua thượng đẳng đại thần Nguyễn Công Trực quý vị. Đây. Con chim bái. Cô bác rất là cung kính quý vị, rất trang nghiêm. Nhà mộ quý vị, tại vì mộ của ông ba là không phải đây, là lấy cốt đem về để đây ha. Mộ của ông ba cách đây khoảng cỡ cây 2 cây số quý vị, do người dân địa phương đây cho anh biết ha. Còn này chỉ là cái phần cốt thôi, giờ về đây quý vị nghe nói ngoài đất lở rồi. Đấy, đây là phần mộ của ông ba mà mình di dời nghe, chứ không phải là phần mộ chính ở ngoài phía kia khoảng cả cây số quý vị. Đây là nhà mộ ha, nơi để cúng kiến ha quý vị ha. Đấy, quý vị ha. Mộ của ông ba quý vị ha, dân tập trung rất là đông quý vị. Thank you.
Bà con lúc này cũng lại đây rất đông quý vị, 5 giờ chiều ha.
mai sáng mai làm một cái lễ chính nữa là xong cái buổi cái đám giỗ của ông bà không vậy ha. Mỗi lần là như vậy ha. Còn bên Tây Lan này thì liên tục đọc những bài thơ của ông bà không vậy ha. Bây giờ chúng ta coi là trình lễ với ông bà ha. Quý vị thấy trên cổng không quý vị? Đấy là kim cổ kỳ quan ha quý vị ha. Đấy, đấy là một tập thơ nổi tiếng của ông Nguyễn Văn Thới ha quý vị ha. À, tức là ông bà Thới đúng không quý vị? Đấy. Đây, mấy em nhỏ bắt đầu biểu diễn cấm trước các bạn vậy. Đây là biểu diễn trống cái gì? Mấy hồi trống giống như những cái điệp khúc hành quân cái gì? Đây, rất là hay ha. À, hôm nay là mâm tiên ha. Đây đoàn Lăng Sư Gồng đang múa để chào đón ngày giỗ ha. Đây video mình ở đây cũng xin phép được kết thúc quý vị ơi. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Đây tất cả mọi người đều tập trung về phía đoàn Lăng Sư Gồng ha để xem những buổi biểu diễn của Lăng Sư Gồng phục vụ ngày giỗ của ông bà Nguyễn Văn Thới ha. Ở bên Tây Lan thì tiếp tục đọc giảng nha quý vị ha. Rồi video mình đến đây kết thúc với quý vị ơi. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ha. Đây. Năm nay lễ giỗ diễn ra rất là đông quý vị, rất là sôi động ha. Trại cơm và cái chỗ điểm từ thiện đãi rất là nhiều quý vị. Đây. Rồi tạm biệt hết tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ha. Đây.